Công ty dược phẩm Mỹ Pfizer ngày 2 tháng 2 cho biết dự kiến sẽ thu về 15 tỷ đô la Mỹ từ vaccine COVID-19 trong năm 2021. Pfizer cho biết việc bán vaccine ngừa COVID-19 sản phẩm cùng phát triển với đối tác của Đức là BioTech dự kiến sẽ chiếm tới 1/4 doanh thu của công ty trong năm 2021. Pfizer dự kiến sẽ sản xuất 2 tỷ liều vaccine trong năm 2021 nhằm giúp kiểm soát dịch COVID-19. Dịch bệnh đã khiến hơn 2 triệu người tử vong trên toàn thế giới. Pfizer tới nay đã cung cấp 65 triệu liều vaccine trên toàn cầu, với 29 triệu liều dành cho nước Mỹ. Nước sẽ nhận thêm 200 triệu liều vào cuối tháng năm tới. Vaccine của Pfizer là một trong những loại vaccine ngừa COVID-19 đầu tiên được cấp phép sử dụng khẩn cấp tại Mỹ và nhiều nước khác.